Làm nghệ thuật, sáng tạo là làm cái gì? Con đường phát triển sự nghiệp của những công việc mang tính chất sáng tạo sẽ ra sao? Tất cả đã có trong Người Trong Môn Nghề, ngành sáng tạo nghệ thuật có gì? Đây là bài viết Một góc nhìn về các nghệ sĩ âm nhạc Việt Nam thông qua dữ liệu từ YouTube của Văn Khôi Ngô đăng trên Spiderum.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Mời các bạn cùng lắng nghe bài viết. Hôm nay, mình sẽ phân tích dữ liệu từ 36 kênh YouTube của các nghệ sĩ nằm trong top 100 kênh YouTube âm nhạc Việt Nam có nhiều subscribers nhất, thống kê bởi Nox Influencer. Bài phân tích sẽ không bao gồm các ca sĩ nhí, nghệ sĩ cover, nghệ sĩ không có bất kỳ một MV nào nha. Phần 1. Giới thiệu qua về dữ liệu. Dữ liệu gồm số view, like, dislike, comment của tất cả các video trên kênh YouTube của 36 nghệ sĩ. Chỉ số favorite của từng video được tính bởi số like chia cho tổng số like và dislike. Sau đó lấy trung bình có trọng số là số view của từng video sẽ ra được chỉ số favorite của từng nghệ sĩ. Chỉ số dislike thì bằng 1 trừ đi chỉ số favorite. Bên cạnh đó, mình sử dụng mô hình Gompertz để ước lượng số view, like và dislike của từng video trong mỗi tháng từ lúc upload trên YouTube đến bây giờ. Nhờ đó mà có thể vẽ nên biểu đồ bar chart race. Phần 2. Phân tích số view và chỉ số dislike thông qua bar chart race. Dưới đây là bar chart race về số view của từng nghệ sĩ. Hold up. Wait a minute. Thông qua video, chúng ta có thể thấy một số insight như sau. Trong số 36 nghệ sĩ được phân tích, Wowy là nghệ sĩ có kênh YouTube sớm nhất và sở hữu số view khá ấn tượng cho đến khi các nghệ sĩ khác bắt đầu nhập cuộc. Sau đó thì Wowy tụt dần trong vị trí bảng xếp hạng và rơi khỏi top 15 vào năm 2019. Tới năm 2015-2016, chúng ta chứng kiến sự bứt tốc ngoạn mục của Trúc Nhân với 4 chữ lắm và Sơn Tùng M-TP với Âm Thầm Bên Em và Buông Đôi Tay Nhau Ra. Sau đó, Sơn Tùng M-TP độc tôn ở vị trí top 1 bảng xếp hạng trong một thời gian dài, cho tới năm 2018-2019 khi KICM từ đâu xuất hiện, vượt qua tất cả các nghệ sĩ khác với tốc độ chóng mặt và cạnh tranh trực tiếp với Sơn Tùng M-TP nhằm chiếm vị trí top 1. Thông qua video thứ hai, chúng ta có thể thấy một số insight như sau. Đàm Vĩnh Hưng có chỉ số dislike cao nhất cho đến năm 2018 với sự xuất hiện của Jibu. Lúc đấy thì chỉ số dislike của Jibu gần gấp đôi vị trí thứ hai là Đàm Vĩnh Hưng và vượt xa tất cả các nghệ sĩ còn lại. Thế nhưng sau đó, chỉ số dislike của Đàm Vĩnh Hưng và Jibu giảm dần theo thời gian, cho thấy quan điểm của công chúng về hai nghệ sĩ này đã dần thay đổi nhưng không đủ để thoát khỏi top đầu. Tương tự như biểu đồ về view, KICM lại xuất hiện và lọt top một cách nhanh chóng. Nếu không có nhiều video bị ẩn số like và dislike vì bị dislike quá nhiều thì KICM chắc chắn đã vượt mặt Jibu để chiếm lấy vị trí số 1 trong bảng xếp hạng. Riêng chỉ số favorite thì mình không làm bar chart race vì không có gì thú vị mấy. Các nghệ sĩ phần lớn có chỉ số favorite rất cao, lớn hơn 0,9 và không chênh lệch nhau nhiều. Đứng top 1 là Phan Mạnh Quỳnh. Ấn tượng nhất là Đen Vâu với tổng số view cực kỳ cao chỉ thua Sơn Tùng M-TP và KICM. Trong khi chỉ số favorite thì đứng top 2, 97,85%. Phần 3. Một số biểu đồ khác. Top 10 bài hát nhiều view nhất. Top 10 bài hát trên 1 triệu lượt view có chỉ số favorite cao nhất. Top 10 bài hát trên 1 triệu lượt view có chỉ số dislike cao nhất, có nghĩa là chỉ số favorite thấp nhất. Phần 4. Kết bài. Trên đây là bài phân tích một góc nhìn về giới nghệ sĩ Việt Nam thông qua dữ liệu từ YouTube. Mong rằng sau bài viết này, các bạn có thể thấy được sự thú vị của Data Science, đặc biệt là ở mảng Data Analytics. Những bạn muốn tham khảo cách mình xử lý data thì mình có để link GitHub kèm với dữ liệu ở phía dưới. Phần bar chart race thì mình sử dụng website Flourish. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào Spiderum.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.